Trong video này, Ken Kho Tư Lý Xây Dựng xin kính giới thiệu quý vị một cái hệ dàn chống bằng chống tăng, chống có pha sàn trước khi chuẩn bị đổ bê tông. Thì tại một công trình biệt thự ở quận 9, thì anh em đang tiến hành triển khai các công việc còn lại để chuẩn bị thi công đổ bê tông. Có độ có một cây chống tăng khoảng từ 4m-4,5m, nhưng mà trong quá trình thi công thì nó bị ngán lại, nên là hiện tại cái sàn này là cao độ từ sàn hoàn thiện lên là 4m39, cộng thêm 40 phân anh em trừ dưới nền dưới đặt tiền lên để hoàn thiện sau này đi ống thoát sàn bên trên đặt tiền, thì tính ra khoảng 4m3 thì cái chống tăng này không đủ, nên anh em sẽ tiến hành chống thêm, kê thêm dưới chân lên. Thì chúng ta sẽ có hai cách, một là chúng ta sẽ dùng những cái kích tăng thì chúng ta kê lên, thì cái đó rất là nhanh, đỡ tốn công, nhưng mà nó làm việc đơn lẻ nên nó cũng không an toàn. Thì thay vào đó chúng ta sẽ dùng những hệ sà gù như thế này, thì dùng có hai lớp sà gù như thế này thì chúng ta sẽ được chia cái lực ra, dàn trải cái lực ra, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái tình lún cục bộ, đây nó khá an toàn. Đây là quá trình thi công. Thì sau khi chúng ta sẽ hoàn thành những cái có pha dầm, thì chúng ta sẽ tiến hành thi công các lớp sờ gồ bên trên. Thì các bạn thấy cái những cái chống tăng mà nó chống thẳng vào những cái sờ gồ, những cái sờ gồ theo phương đó thì theo phương ngán, đó phương chịu lực chính của cái sàn có pha. Vì thế nên chúng ta sẽ dùng những cái phương đó theo phương nằm ngang, theo phương cạnh ngán thì chống lên, thì đó gọi là thường thì người ta sẽ gọi những cái đó là cái thí, đó là những cái sờ gồ thí, thì chúng ta chống thẳng chống tăng lên. Thì những cái liên kết giữa cái sờ gồ thí và cái sờ gồ bên phương cạnh dài thì liên kết bằng kẽm buộc, và lưu ý là phải liên kết luôn cái đầu chống tăng bằng kẽm vào sờ gồ, bởi vì khi chúng ta đổ bê tông thì cái độ nhịp trên sàn nó cũng khá lớn, này sẽ làm nếu mà chúng ta không có liên kết vào thì chúng ta sẽ dễ bị trượt cái đầu chống tăng gây sụp sàn rất là nguy hiểm. Đây là cái hệ thống có pha thành, thì thường là người ta sẽ để một cái khúc bổ bằng gỗ ngang lên trên cái mặt của cái đáy gạch, mặt xây gạch, để chúng ta đỡ cái văn thành. Nhưng mà nếu mà làm như thế sẽ vừa tốn công, và một là nó không thẳng, nó ít sẽ mất tốn công để làm cho nó thẳng bề mặt lên trên, để cho khi mình đặt cái pha thành này nó không bị cao thấp. Hai là nó sẽ tốn vật liệu, tốn vật tư, đà gỗ sẽ rất tốn tiền. Thay vì là như thế, chúng ta sẽ bẻ một cái cùm bằng sắt táp như trên, bên ngoài và bên trong, để chúng ta làm hình chữ U, chúng ta cùm cái đáy của cái văn thành lại, thì nó sẽ nó cũng đảm bảo về phương về chắc chắn, mà nó cũng lợi cho về mặt kinh tế. Ta xỏ qua lỗ gạch để ra cùm đinh lại là vừa là được, sẽ lợi về mặt kinh tế nhiều. Ta sẽ liên kết bằng kẽm cũng được. Cái hệ dàn chống này thì chúng ta, các bạn có thấy những cây sắt phi 16, thường thì chúng ta sẽ dùng những cái tầm vong để dàn lại, dàn ngang dàn dọc để cho những cái cây chống này nó làm việc cùng nhau, chứ nó không có việc đơn lẻ. Thì cái hệ dàn chống này sẽ cứng cáp hơn nhiều, sẽ rất an toàn. Thì tại công trình thì thay vì dùng những cái cây tầm vong như vậy thì như thế này, thì các bạn có thể thay bằng những cây sắt phi 16, thì sẽ rất là cứng. Đây là những cây tầm vong, những cây tầm vong, và đang thêm là những cây sắt phi 16. Thì lên trên thì chúng ta sẽ dùng những cây sắt phi 16 làm sắt cột á, thay vì chúng ta chưa ra thì chúng ta ra trước cái sắt cột 39, chúng ta dùng cái đó chúng ta dàn luôn thì sẽ rất cứng hơn, và nó cũng tiết kiệm được vật tư chúng ta sau này nữa, nhưng mà hơi tốn công một tí để tháo ra nữa, rất là cứng.
Vậy làm này nó đỡ. Có một cái lưu ý là khi chúng ta đóng cái ban công, thường thường thì phần lớn công trình thì chúng ta sử dụng đà gỗ. Thì nếu mà thi công bằng đà gỗ thì nó rất là thuận lợi, rất nhanh. Nhưng mà nó cái giá thành một cây đà gỗ gần 1 mét là khoảng 248, thì nó khoảng từ 4 đến 50 mét, 40.000 một mét. Tính ra mà chi phí thi công một cái sàn ban công khoảng trên 1 triệu tiền đà gỗ. Còn theo thì tại công trình hiện nay có thi công một cách khác, chúng ta sẽ dùng đà sắt. Chúng ta sẽ dùng toàn bộ đà sắt. Và cái đầu mà sắt hộp nó thường dài khoảng 4 mét, chúng ta sẽ cho cái phần dư nó thụt lui vào bên trong cái sàn của mình, thì nó sẽ không bị vướng sau này. Ví dụ anh em mình bắt cái dàn tời thì tời lên thì nó cũng không bị vướng. Chúng ta sẽ cho nó cái đuôi nó thụt vào trong công trình. Chúng ta sẽ dùng hoàn toàn là bằng đà gỗ, xà gỗ sắt. Xà gỗ sắt, chúng ta không có dùng cây cua, cây xà gỗ gỗ. Nó sẽ rất là lợi. Ban công rồi sử dụng bằng xà gỗ. Xe bê tông đã tới thì cái quy trình đang tới cái phần hoàn thiện. Chúng ta sẽ trong vòng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ tiến hành đổ bê tông.